Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong tuần vừa qua thì thế giới chứng kiến bước leo thang căng thẳng đáng lo ngại trong quan hệ giữa Nga và Ukraine do tác động từ sự kiện lực lượng an ninh biên giới của Nga bắt giữ 3 tàu chiến của Hải quân Ukraine được Nga cho là đột nhập trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của Nga. Ngay sau đó thì chính quyền Kiev đã ban bố tình trạng chiến tranh tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine và đặc biệt là Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật chấm dứt hiệu lực hiệp ước hữu nghị hợp tác và đối tác Nga-Ukraine ký từ năm 1997 và lẽ ra sẽ được kéo dài kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Tình hình này đã đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng là Nga và Ukraine tiếp tục lâm vào trạng thái khủng hoảng. Và để cùng phân tích bản chất cũng như là hậu quả của cái bước leo thang căng thẳng rất đáng lo ngại này thì chương trình Người quan sát ngày hôm nay đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Hồng Thanh Quang, tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Và nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Cảm ơn hai nhà báo đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số diễn biến nổi bật gần đây trong quan hệ giữa Nga và Ukraine cũng như là quyết định của Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chấm dứt hiệu lực Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác Nga-Ukraine. Với 277 phiếu thuận, Quốc hội Ukraine hôm 6 tháng 12 đã ủng hộ dự thảo chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko trong bối cảnh hai bên leo thang căng thẳng sau vụ bắt giữ tàu và thủy thủ ở eo biển Kerch. Dự luật này cũng nêu rõ Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Ukraine và Nga sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Nga và Ukraine ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với nhau vào tháng 5 năm 1997. Hiệp ước chính thức có hiệu lực vào tháng 4 năm 1999 với hiệu lực thi hành 10 năm. Sau 10 năm, hiệp ước sẽ được tự động gia hạn nếu hai bên không có bất cứ phản đối nào. Ngược lại, hiệp ước sẽ bị hủy bỏ. Hiệp ước này quy định rõ ràng các nguyên tắc hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia và tôn trọng chủ quyền, cam kết không xâm phạm biên giới, cũng như về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong các hoạt động có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của nhau. Tới thời điểm này, Ukraine đã chấm dứt nhiều thỏa thuận hiệp ước với Nga kể từ khi quan hệ hai nước xấu đi sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm 2014 và bị cáo buộc hậu thuẫn lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Trở lại diễn biến quan hệ giữa Kiev và Moscow leo thang căng thẳng là vụ việc 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ Ukraine bị cáo buộc vi phạm lãnh hải của Nga ở eo biển Kerch hôm 25 tháng 11 vừa qua. Căng thẳng không hề có dấu hiệu lắng xuống khi Moscow tuyên bố chưa thả các tàu và thủy thủ của Kiev. Đáp lại, Ukraine đã ban bố lệnh thiết quân luật trong vòng một tháng và tăng cường quân đội ở các khu vực giáp biên giới với Nga. Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang, ông nhận định như thế nào về cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng căng thẳng gần đây giữa Nga và Ukraine? Rất đáng tiếc nhưng bắt buộc phải nói rằng là cái tình trạng căng thẳng giữa Nga, Ukraine, hai quốc gia đều chung dòng máu Slav, đó là một quá trình ở giai đoạn hiện nay là rất khó có thể đảo ngược và càng ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Đáng tiếc rằng Ukraine, một nước cũng rất thân thiện với nước Việt Nam chúng ta ấy, thì tại đó thì có những lực lượng chính trị đang chủ trương rằng hướng về phương Tây. Và chính điều này khiến cho Moscow nghĩ rằng họ sẽ tạo ra mối đe dọa về an ninh quốc phòng cho chính Liên bang Nga. Và chính vì thế, hai quốc gia láng giềng này ngày càng trở nên thù địch với nhau. Và việc ngày 25 tháng 11, lực lượng cảnh sát biên giới của an ninh biên giới của Nga đã bắt giữ 3 con tàu chiến, trong đó có 2 tàu chiến có trang bị rất nhiều pháo, lực lượng pháo binh ở cái vùng Kerch, thì đó là một trong những cái sự kiện tất yếu sẽ xảy ra, bởi không có sự kiện này thì sẽ có sự kiện khác xảy ra tương tự như thế. Bởi vì là theo nhiều nhà quan sát ấy, có một xu hướng rằng là càng ngày sẽ càng phải với Ukraine càng ngày càng muốn có nhiều sự cố hơn với lực lượng an ninh Nga, với nước Nga, để nhân cơ hội đó tạo thêm một cái xung lực quốc tế nhằm vào nước Nga, mà trong phương Tây đã cho rằng hiện nay nước Nga không tôn trọng những quyền hợp pháp quốc tế của Ukraine,
cả về vực lãnh thổ. Và chính cái sự khúc mắc đó sẽ khiến cho tình hình tôi nghĩ trong thời gian tới cũng sẽ phức tạp và căng thẳng hơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn nhà báo Hồng Thanh Quang. Theo nhà báo Nguyễn Đăng Phát thì liệu rằng cái tình trạng này nó có nghiêm trọng tới mức mà chính quyền Ukraine ban bố cái tình trạng chiến tranh tại 10 vùng giáp biên giới với Nga, Biển Đen và Biển Azov không ạ? Tổng thể chung của mối quan hệ căng thẳng này theo tôi là nghiêm trọng, nhưng mà nếu xét riêng cái vụ việc 25 tháng 11 ở eo biển Kerch thì không quá nghiêm trọng. Bởi vì trong quan hệ giữa Nga và Ukraine bắt đầu xấu đi và căng thẳng từ năm 2014 thì đã có nhiều vụ việc mà còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Lấy ví dụ như khi mà Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014 ấy, hay là khi mà tình hình ở vùng Donbass miền đông Ukraine nóng lên căng thẳng, có hai nước Cộng hòa tự xưng ly khai và phía Ukraine thì cáo buộc là có sự can dự của Nga hay là Nga áp sát nhiều lực lượng quân đội ở biên giới Ukraine thì họ cũng không tuyên bố tình trạng chiến tranh hay là gì cả. Nhưng mà lần này một cái vụ việc không lớn, thế nhưng mà lãnh đạo Ukraine đã ban bố tình trạng chiến tranh, mà không phải ở cả nước mà ở những cái vùng mà gần với Nga, thì có lẽ đằng sau đây cũng có những cái mục tiêu chính trị quốc tế và nội bộ của Ukraine, chứ không phải vì cái tính chất quá nghiêm trọng của vụ việc ở eo biển Kerch. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang, và một cái diễn biến mới đây nhất đấy chính là Quốc hội Ukraine đã thông qua cái dự luật là chấm dứt cái hiệu lực hiệp ước hữu nghị hợp tác và đối tác Nga Ukraine ký vào năm 1997. Vậy thì nhà báo Hồng Thanh Quang bình luận như nào về ý nghĩa của cái hiệp ước này? Phải công nhận rằng là những nhà lãnh đạo thế hệ đầu sau khi Liên bang Xô Viết tan rã như Tổng thống Leonid Kuchma ở Ukraine và Tổng thống Boris Yeltsin ở Nga, họ hiểu rằng là cái tầm quan trọng cực kỳ to lớn của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Kiev, Moscow, và chính vì thế tháng 5 năm 1997 họ mới ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Và cái hiệp ước này thì có 41 điều khoản và bao gồm rất nhiều lĩnh vực hợp tác, cộng tác, chung sống với nhau giữa hai nước, bao gồm cả những việc gọi là về hợp tác về an ninh năng lượng, hợp tác về các về sản xuất công nghiệp, hợp tác về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, và thậm chí cả về việc cùng nhau chung sức tiếp tục giải quyết những hậu quả của vụ thảm họa ở Chernobyl. Tức là rất nhiều lĩnh vực. Và ngay trong cái điều 2 của cái hiệp ước này ấy, thì cũng đã có nói rằng là Liên bang Nga sẽ luôn luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Và chính vì thế cái hiệp ước này, mặc dù ở Ukraine trong hơn 2 thập niên vừa qua xảy ra rất nhiều chuyện, hiệp ước thì cứ 10 năm sẽ được tự động có như gia hạn một lần nếu mà một trong hai bên không có ý kiến gì phản đối cả, thì năm 2008 thì bước này đã được mặc nhiên gia hạn. Mặc dù lúc ấy ở Ukraine tình hình chính trị cũng rất phức tạp, cũng rất là rối ren, nhưng mà hiệp ước đã được mặc nhiên. Nhưng đến bây giờ năm 2018 thì như chúng ta đã biết, thì cách đây khoảng mấy tháng dư luận Ukraine đã nói đến chuyện là không cần phải gia hạn hiệp ước này nữa. Và sau sự cố Kerch thì bắt đầu là tổng thống Poroshenko đã quyết định là sẽ dừng cái hiệp ước này. Và tôi nghĩ rằng cái việc dừng cái hiệp ước hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa hai nước ấy, Ukraine và Nga, sẽ làm một gây đến hậu quả rất to lớn, trước hết đối với người dân Ukraine. Việc bảo vệ quyền công dân Ukraine có thể vẫn thực hiện được, nhưng mà trong cái lĩnh vực hoạt động này, nếu mà Kiev không tiếp tục hợp tác với cả Moscow thì sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến nền kinh tế vốn đã gặp vô số những khó khăn trong thời hiện đại của Ukraine. Và hơn nữa ấy, thì giữa hai nước một khi đã không có cái giấy tờ, một cái tài liệu về tình hữu nghị như vậy, sẽ dẫn nảy sinh những sự cố tương tự như sự cố đã xảy ra ở Nguyễn Kerch, và có thể không ai dám nói chắc rằng là sẽ không có những sự kiện nghiêm trọng hơn. Còn nhà báo Nguyễn Đăng Phát thì sao? Ông có nghĩ rằng việc chấm dứt cái hiệp ước này sẽ khiến cho Ukraine lâm vào thế bất lợi hơn không? Theo tôi thì hiệp ước này hay những cái văn kiện ký kết khác giữa Nga và Ukraine thì thể hiện cái sự hợp tác, mà khi đã hợp tác thì hai bên cùng có lợi. Vậy thì khi hủy bỏ các cái văn bản đã ký kết thì tất nhiên cả hai bên đều thiệt hại, đều bất lợi, tất nhiên cái mức độ nó khác nhau. Tôi muốn nói như thế này, thì với cái hiệp ước này được ký kết ấy, thì nó là một cái nền tảng về mặt điều ước, về mặt pháp lý cho hai nước để triển khai những cái thỏa thuận khác. Sau khi Liên Xô tan rã thì giữa hai nước này đã ký kết 395 cái văn bản, từ hiệp ước đến hiệp định và các văn bản hợp tác khác, không kể giữa các bộ ngành, đây ở cấp chính phủ trở lên, thì rất quan trọng. Như vậy là có thể nói cả một cái tổ hợp những cái thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đã có để mà phát triển hợp tác. Nhưng từ năm 2014 đến giờ thì quan hệ hai nước xấu đi, căng thẳng, và phía Ukraine thì
tuy chưa hủy bỏ cái hiệp ước này, hiện nay thì hủy bỏ rồi, không gia hạn nữa, nhưng mà từ khi chưa hủy bỏ thì cũng đã thông qua rất nhiều luật pháp và văn bản pháp luật để mà coi Nga là nước xâm lược, coi Nga là kẻ thù, và mọi cái vấn đề đưa tới những cái quan hệ rất xấu. Thì hiện nay tất yếu là phía Ukraine không gia hạn được hiệp ước này nữa thì đã có thể nhìn thấy trước. Thực ra hồi tháng 9 thì Kiev đã gửi công hàm cho Nga báo trước là đến cái điểm này là sẽ không gia hạn hiệp ước nữa theo trình tự pháp luật đấy. Chứ không phải vì sau cái vụ Kerch mới có chuyện này, nó đã tính toán, có một cái sự tính toán từ trước rồi. Thì theo tôi phía Ukraine sẽ chịu nhiều thiệt hại, bởi vì trong cái quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong những cái mối liên hệ mà có từ thời Xô Viết ấy, thì phải nói là nền kinh tế của Nga vững mạnh hơn của Ukraine, rồi những cái sự hỗ trợ khác hợp tác, nhưng mà hỗ trợ từ phía Nga cũng là rất lớn. Chẳng hạn như về mặt năng lượng thì rõ ràng là Nga là một đối tác rất lớn của Ukraine, rồi về nhân văn cũng rất là quan trọng. Thì hiện nay hiệp ước đã bị hủy bỏ thì nhiều cái khác mặc nhiên cũng bị hủy bỏ, và từ đấy thì dẫn tới những cái sự bất lợi chung. Nhưng theo tôi thì do cái tiềm lực của hai bên, do cái lịch sử để lại, thì theo tôi nghĩ phía Ukraine sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn. Nhưng mà ý tôi muốn nói đấy, tức là những người dân Ukraine sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn. Nhưng mà lãnh đạo Ukraine, ekip hiện nay từ năm 2014 đã hướng theo phương Tây, như nhà báo Hồng Thanh Văn đã phân tích vừa rồi ấy, thì họ theo đuổi chính sách hội nhập với châu Âu, với phương Tây, do đó họ từ bỏ nhiều mối quan hệ với nước Nga láng giềng. Vâng ạ. Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang, với cái việc chấm dứt cái hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Ukraine và Nga, thì người dân của Ukraine họ đã có những cái phản ứng như thế nào ạ? Các cuộc thăm dò dư luận xã hội gần đây thì cho thấy rằng là càng ngày thì tỷ lệ những người Ukraine coi nước Nga là kẻ thù cũng tăng, và ở Nga những người dân Nga coi Ukraine là đối tác không thân thiện cũng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ những người Nga và Ukraine tin rằng là rốt cuộc cuối cùng cả hai bên phải xây dựng một mối quan hệ láng giềng hữu nghị vẫn còn khá cao, trên dưới 20%. Như vậy thì có thể thấy gì rằng là dù thế nào chăng nữa, cái dòng máu Slava của hai dân tộc này nó sẽ vẫn làm có một tiếng nói quyết định trong tương lai quan hệ của hai nước. Và theo tôi nghĩ rằng ấy, thì hiện nay nếu mà Kiev càng ngày càng hướng nhiều đến phương Tây ấy, thì sẽ càng làm trỗi dậy nỗi hoài tiếc mối quan hệ tốt đẹp với nước Nga trong một bộ phận không nhỏ những người dân của Ukraine. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong số dân Ukraine thì tỷ lệ người Nga gốc cũng rất nhiều, không nhỏ tí nào cả. Và đặc biệt là những người trong thời Xô Viết, chắc anh Nguyễn Đăng Phát cũng đã biết, ở thời Xô Viết cũng hằn một dấu ấn rất to lớn lên cái tâm lý, suy nghĩ của những người dân, những người công dân Xô Viết. Trong đó những người Nga và những người Ukraine thì thấy rằng là cuối cùng họ sẽ phải tìm ra một cách nào đấy để chung sống với nhau một cách hòa thuận hơn, mặc dù là có thể có những định hướng khác nhau trong phát triển. Ukraine vẫn có quyền chọn cho mình hướng phát triển tới châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là phải bắt buộc phải đoạn tuyệt với cả nước Nga. Điều đó không có nghĩa rằng phải làm theo ý muốn của một số thế lực nào đấy ở những trung tâm quyền lực quốc tế, là để làm bãi đệm, để đe dọa nước Nga, để gây sự với nước Nga, để làm căng thẳng vùng đất mà trước đây vốn là vùng đất hết sức là hòa bình, hết sức là hữu nghị. Vâng ạ, cảm ơn nhà báo Hồng Thanh Quang và nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngay sau khi những căng thẳng giữa Nga và Ukraine có xu hướng leo thang, thì các quốc gia liên quan đã nói lên những tiếng nói của mình, đã có những phản ứng trái chiều khác nhau và cũng có những dự báo về tình hình sắp tới giữa hai quốc gia là Nga và Ukraine. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Mối quan hệ vốn đã rất căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine, với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải Nga hôm 25 tháng 11 vừa qua. Và rồi mới đây nhất, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị chấm dứt hiệp ước hữu nghị, hợp tác và đối tác với Nga và đã được Quốc hội Ukraine thông qua. Tuyên bố về sự việc này, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra thông cáo cho biết Moscow lấy làm tiếc trước việc Ukraine quyết định hủy bỏ hiệp ước mà hai nước ký kết năm 1997, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chính trị gia Ukraine có trách nhiệm hơn. Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định người dân Nga và Ukraine sẽ luôn sống cùng nhau như những người láng giềng tốt. Mặc dù vậy, các nguồn tin từ Israel cho biết hình ảnh vệ tinh mà nước này chụp được cho thấy dường như Nga đang tăng cường và củng cố lực lượng quân sự ở bán đảo Crimea, khu vực mà nước này sáp nhập vào năm 2014. Trước đó, vào đầu tháng 12,
Nga đã triển khai tên lửa phòng không S-400 đến bán đảo Crimea chỉ vài ngày sau vụ nổ súng bắt tàu chiến Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tỏ ra cứng rắn hơn. Người đứng đầu nhà nước Ukraine thậm chí còn đưa ra cảnh báo về nguy cơ chiến tranh toàn diện với Nga. Ngày 7 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak nói với các phóng viên rằng Ukraine dự định điều động tàu hải quân đi qua eo biển Kerch vì lo sợ Nga sẽ chiếm toàn bộ biển Azov. Bên cạnh đó, Ukraine cũng ban bố tình trạng thiết quân luật dọc theo biên giới Nga trong 30 ngày và cấm đàn ông Nga có tuổi đời từ 16 đến 60 nhập cảnh vào Ukraine. Giới quan sát nhận định, vụ việc Nga bắt giữ tàu chiến và thủy thủ Ukraine cùng với những mâu thuẫn âm ỉ trong thời gian trước đây đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao và nhiều khả năng sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Moscow và Kiev khi Nga tiếp tục cáo buộc các tàu của Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga trái phép và lờ đi cảnh báo của lực lượng tuần duyên Nga. Trước đó, Kiev yêu cầu Moscow trả tự do cho các thủy thủ, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây áp thêm lệnh trừng phạt với Moscow. Về phần mình, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vô cùng quan ngại về tình trạng leo thang căng thẳng với Ukraine. Ông hy vọng Berlin có thể can thiệp để ngăn Kiev không có thêm những hành động liều lĩnh. Có thể thấy, mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng phát từ năm 2014 sau hàng loạt sự kiện chính trị quan trọng của hai quốc gia đã khiến mối quan hệ giữa Kiev và Moscow diễn biến hết sức phức tạp. Và câu hỏi mà cộng đồng quốc tế đặt ra là tình trạng không ổn định này sẽ kéo dài trong bao lâu? Các chuyên gia cho rằng chính sách hòa hoãn lâu dài sẽ là thích hợp nhất cho cả hai quốc gia trong bối cảnh hiện nay. Moscow vừa tránh được những biện pháp trừng phạt nặng nề của Hoa Kỳ và phương Tây, còn Kiev tránh phải đối mặt với nhiều nguy cơ và dần trở thành cầu nối chính trị, văn hóa giữa Nga và phương Tây. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, quan sát tình hình Ukraine trong những ngày vừa qua thì có thể thấy là chính quyền Ukraine đang giáo diết chuẩn bị mở chiến dịch quân sự nhằm can thiệp vào khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát. Vậy thì theo ông, do đâu mà chính quyền Kiev đã có ý định là phát động cái chiến dịch quân sự nhằm vào miền Đông của quốc gia này? Đúng là có rất nhiều tin tức về những cái động thái này, nhưng mà theo tôi phân tích kỹ thì thấy là cũng cái sự chuẩn bị của Ukraine không phải là để mở ra một cái cuộc tấn công quy mô lớn toàn diện sang hướng miền Đông nhằm vào hai cái nước Cộng hòa tự xưng ly khai Donetsk và Lugansk của Ukraine. Thì nhưng mà có nhiều động thái là như điều động quân đội, rồi bố trí quân đội, rồi tuyên truyền quốc tế, rồi những cái động thái về mặt đối ngoại của Ukraine cho thấy là đang có những sự căng thẳng nhất định hướng tới cái phía đông Ukraine. Thì theo những cái nguồn tin từ hai cái vùng Cộng hòa ly khai của Ukraine đấy, thì có thể là có những cái xung đột mà hướng tới việc mở một cái con đường nào đấy để tiếp cận từ đấy tới gần biên giới Nga, chứ không phải là để mà chiếm lại hay là kiểm soát lại cả một cái vùng rộng lớn ở miền Đông. Hiện nay cái khả năng ấy vào thời điểm hiện tại, theo tôi mà căn cứ trên những cái phân tích của quốc tế ấy, thì là Kiev chưa thể thực hiện được, chưa thể kiểm soát trở lại được những cái vùng này. Thì một trong những mục tiêu theo tôi là vẫn là hướng vào cái đối nội của Ukraine, tức là sắp tới có bầu cử tổng thống, rồi hiện nay đang ban bố tình trạng chiến tranh một tháng ở một số vùng đấy. Thì như vậy có khả năng là nếu những cái vấn đề được coi là căng thẳng ở miền Đông, được coi là căng thẳng với Nga, được coi là Nga áp sát quân để mà có cái sự đe dọa này, thì cái vấn đề trong nước nó sẽ căng thẳng lên, tính chất chiến tranh quân sự nó cũng sẽ tăng thẳng thế. Vậy thì mở ra những khả năng là có thể kéo dài tình trạng chiến tranh chứ không phải một tháng. Thứ hai là cũng có cái khả năng là ảnh hưởng đến thế nào đấy, hoãn hay lùi hay là thế nào đấy đối với cuộc bầu cử tổng thống đã dự kiến vào tháng 3, tổng thống Ukraine đấy. Thì những cái đó được gắn vào gắn với những cái động thái hiện nay của Ukraine trong cái lĩnh vực căng thẳng đối với miền Đông và đối với Nga, thì những vấn đề này chúng ta cũng cần phải quan sát thêm. Phía Nga thì cho rằng Ukraine có thể là gây ra những hành động khiêu khích, tức là dùng chữ là hành động khiêu khích, chứ không phải là mở ra một cuộc chiến tranh lớn ở miền đông Ukraine.
Cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang, chúng ta cũng vừa nhắc đến việc là chính quyền Ukraine trong những năm vừa qua thì có những cái xu hướng ngả về phía phương Tây. Tuy nhiên thì có nhiều người cho rằng là trong giữa cái mối quan hệ với Nga và EU thì Kiev phải rất khéo léo để không ngả về bên nào cả, để có thể giữ được cái lợi ích về chính trị cho quốc gia mình. Nhà báo Hồng Thanh Quang nghĩ sao về điều này? Vâng, chúng ta đều biết rằng là trong quá trình mà tiến tới cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết thì nhiều nhà lãnh đạo cao cấp nhất của phương Tây, của những quốc gia lớn nhất phương Tây đã cam kết với lãnh đạo lúc ấy của Liên Xô rằng là họ, nếu mà Liên Xô giải tán, tự giải tán thành những nước cộng hòa nhỏ ấy, khác ấy, thì họ sẽ giữ nguyên hiện trạng của châu Âu và không mở rộng NATO sang phía đông. Nhưng thực tế cho thấy rằng là trong mấy chục năm qua thì họ đã không thực hiện cái lời hứa này, và càng ngày thì càng xuất hiện nhiều động thái để mà mở rộng ảnh hưởng và biên giới thực chất của khối NATO sang phía đông. Và rất nhiều những nước Đông Âu cũ, những nước trước đây vốn được coi là sân sau yên ấm của Moscow lại trở thành tiền đồn nhằm vào nước Nga. Và trong tình hình đó tôi nghĩ rằng là Tổng thống Putin nói là nước Nga không còn đường nào mà lùi nữa rồi. Sau lưng thì có mỗi sông Moscow bắt buộc phải tự vệ. Và rất thật đáng tiếc rằng trong cái sự mâu thuẫn giữa phương Tây với nước Nga ấy, thì Ukraine do nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan mà hiện nay được trở thành một trong những điểm nóng nhất, một mũi nhọn để tạo ra những căng thẳng nhằm vào nước Nga. Cái điều này nó vừa phụ thuộc một phần vào chính thái độ của Ukraine, nhưng mặt khác là nó phụ thuộc vào chính cái gọi là ác cảm, gọi là truyền kiếp giữa châu Âu đối với cả mô hình phát triển của Liên bang Nga. Một quốc gia mà do kích cỡ của họ không thể nào trở thành một thành viên bình thường được trong các liên minh của châu Âu. Vì vậy thì nước Ukraine cần phải có một cái chính sách đối ngoại thế nào đấy để cân đối được. Như tôi đã nói là làm sao vẫn có thể lựa chọn mô hình phát triển theo phương Tây nếu như họ coi đấy là sự có triển vọng, có thể mang lại phúc lộc cho dân tộc họ, nhưng mặt khác phải giữ được mối quan hệ hữu nghị với Moscow. Và như Tổng thống Belarus Lukashenko đã nói là thực ra cái mâu thuẫn, cái xung đột giữa Kiev và Moscow hiện nay đó là cái sự mâu thuẫn xung đột giữa hai dân tộc anh em mang dòng máu Slava, và những mâu thuẫn xung đột này hoàn toàn có thể giải quyết được êm thấm hơn nếu không có những sự can thiệp bằng nhiều hình thức của người Mỹ, của phương Tây. Nhưng rất đáng tiếc là cái sự can thiệp của người Mỹ, của phương Tây vào cuộc xung đột mâu thuẫn giữa Nga và Ukraine càng ngày càng sâu và càng nhiều màu sắc, càng nhiều vẻ. Thí dụ sau cái sự cố ở trên cái vịnh Kerch đấy thì lập tức là Liên minh châu Âu, NATO đã lên tiếng ngay ủng hộ tuyệt đối quan điểm của Ukraine, và bất chấp những lý lẽ mà người Nga đưa ra, những lý lẽ mà nếu như chúng ta nhìn một cách khách quan thì phải thấy rằng là không phải là không có lý. Và chính tôi nghĩ rằng trong tương lai gần ý, thì cái sự căng thẳng này và cái thiệt hại cho Ukraine, tức cho cả Nga nữa, sẽ vẫn còn một khi phương Tây vẫn tiếp tục chính sách bài Nga. Cảm ơn nhà báo Hồng Thanh Quang. Và có thể thấy rằng là cả hai nhà báo của chúng ta đều có những nhiều năm học tập và sinh sống tại Liên Xô cũ. Vậy thì thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ông mong mỏi gì về cái quan hệ Nga và Ukraine trong thời gian tới đây? Có lẽ mong mỏi trước hết theo tôi nghĩ là phải nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan và biện chứng. Lạc quan biện chứng thì tất nhiên là người Ukraine, người Nga cũng như những nhà lãnh đạo họ rồi sẽ phải tìm kiếm những phương thức hợp tác để mà đáp ứng được lợi ích của cả hai bên và sống hòa thuận với họ là nước láng giềng. Nhưng theo tôi nghĩ trước mắt, những năm trước mắt thì quan hệ giữa hai nước này vẫn hết sức căng thẳng, càng ngày càng căng thẳng. Vì hiện nay chính quyền ở Ukraine đã là một ekip khác so với trước đây, họ hướng mạnh vào phương Tây. Ngoài ra phải nói đến những cái nhân tố bên ngoài nữa, các nước lớn, các nước châu Âu, các nước như là Mỹ cũng có tác động vào đây rất nhiều để mà quan hệ giữa Ukraine và Nga là căng thẳng đây để gây khó cho Nga, như nhà báo Hồng Thanh Quang đã phân tích. Thì theo tôi nghĩ thời gian trước mắt và những năm trước mắt, theo tôi là quan hệ vẫn rất khó khăn và rất phức tạp, và những cái động thái căng thẳng rồi ồn ào rồi là được cổ đồng rất mạnh ở trên truyền thông, trên diễn đàn chính trị ngoại giao quốc tế, trong cái sự căng thẳng giữa quan hệ Ukraine và Nga sẽ thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên thì tôi muốn nhắc lại là nếu ta phải nhìn một cách lạc quan lâu dài thì những nước này, những dân tộc này, họ có nguồn gốc, họ có một dòng máu, họ là nước là láng giềng, thì họ sẽ phải tìm kiếm những phương thức hợp tác, và cái đó tất nhiên là mất thời gian để mà hướng tới cái cuối cùng đó. Với tư cách là một người đã từng gắn bó rất nhiều với cả Liên bang Xô Viết trước đây ấy, và vừa có một tình yêu rất sâu sắc với cả người Nga và Ukraine, tôi nghĩ rằng thế này, một dân tộc nào thế thôi phải trước hết phải bảo vệ quyền lợi cho chính dân tộc mình,
mà cái lợi ích cho chính dân tộc Ukraine cũng như dân tộc Nga là sự hữu nghị giữa họ, và cái điều đó cũng phù hợp với lợi ích của người Việt Nam chúng ta với tư cách là một quốc gia hữu nghị với cả hai nước và một quốc gia có nhiều gắn bó với cả hai nước trong quá khứ và trong hiện tại. Ở Ukraine chẳng hạn, tới bây giờ cũng có những cộng đồng người Việt làm ăn rất phát đạt, và ở ngay tại Việt Nam có những đại gia làm ăn rất phát đạt cũng xuất thân từ chính lập nghiệp từ chính trên ở Ukraine và ở Nga. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm cầu nối tốt cho cả hai nước, nên một khi hai nước muốn tìm những điểm tiếp cận trên cơ sở tình cảm tốt đẹp và trên cơ sở quyền lợi chung ngày một to lớn hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Hùng Thanh Quang và nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa quý khán giả và các đồng chí, căng thẳng giữa Nga và Ukraine thì chưa biết là sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn là không mang lại lợi ích cho quốc gia nào, và đặc biệt là với những quốc gia láng giềng và đã sát cánh bên nhau trải qua rất nhiều thăng trầm trong lịch sử như Nga và Ukraine. Hy vọng là cả hai quốc gia sẽ có những giải pháp tháo gỡ kịp thời để có thể hạ nhiệt được căng thẳng. Phần bình luận trong chương trình Người quan sát ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là một số tin tức nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý khán giả và các đồng chí có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đưa ra đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu những yêu cầu của ông về vấn đề an ninh biên giới không được đảm bảo. Ông Trump cũng nêu rõ, người dân Hoa Kỳ không muốn dòng người nhập cư trái phép, trong đó có nhiều đối tượng phạm tội và ma túy tràn vào Hoa Kỳ. Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 15 phút với hai lãnh đạo phe Dân Chủ về vấn đề cấp ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico. Tổng thống Trump đề nghị Quốc hội cấp 5 tỷ đô la Mỹ, trong khi Đảng Dân Chủ đề xuất khoản ngân sách 1,3 tỷ đô la Mỹ. Quốc hội Philippines đã thông qua việc gia hạn tình trạng thiết quân luật tại đảo Mindanao thêm 12 tháng, kéo dài đến cuối năm sau. Giới chức nước này khẳng định sự tự do và quyền của các công dân tại Mindanao sẽ được bảo đảm trong thời gian lệnh thiết quân luật có hiệu lực. Đây là lần thứ ba Philippines phải gia hạn tình trạng này tại Mindanao. Lệnh thiết quân luật được ban bố tại Mindanao hồi tháng 5 năm 2017, thời điểm các phần tử khủng bố tấn công thành phố Marawi. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra ngày 11 tháng 12 tại một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thành phố Strasbourg của Pháp. Ngày 12 tháng 12, hình ảnh về nghi phạm đã được cảnh sát công bố. Theo đó, nghi phạm có tên Sheriff Checat, 29 tuổi, đang bị truy nã trên khắp nước Pháp. Đối tượng này bị giới chức Pháp coi là một phần tử Hồi giáo cực đoan và đã 27 lần bị kết tội ở Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Hơn 700 nhân viên cảnh sát và lực lượng an ninh đã được huy động để truy lùng nghi phạm. Trong một diễn biến liên quan, nhiều nước châu Âu đã tăng cường an ninh tại một số cửa khẩu biên giới với Pháp sau vụ nổ súng tại thành phố Strasbourg. Tại Đức, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt kiểm tra an ninh tại các thành phố gần biên giới với Pháp. Lực lượng an ninh Đức cũng sẽ kiểm tra các phương tiện giao thông công cộng trên tuyến đường từ Đức sang Pháp. Trong khi đó, chính phủ Italia đã huy động mọi nguồn lực, công cụ để xác định danh tính, tìm kiếm, cảnh báo và bắt giữ tất cả nghi can, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh.